Trong hai ngày 17 và 18 tháng 9, đoàn công tác của tỉnh ủy Hưng Yên do đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn tiếp tục đến thăm, hỗ trợ kinh phí cho 3 tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Tuyên Quang bị thiệt hại do cơn bão số 3. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại 3 tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Tuyên Quang, đồng chí Trần Quốc Toản chia sẻ những khó khăn mất mát của 3 địa phương trước những thiệt hại nặng nề do cơn bão và hoàn lưu sau bão số 3 gây ra. Lào Cai là tỉnh bị thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Tính đến nay, mưa lũ đã làm 125 người chết, 25 người mất tích, 89 người bị thương. Cùng với đó, mưa lũ cũng làm thiệt hại lớn về tài sản của nhà nước và nhân dân. Hơn 9.600 nhà bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi. 132 thôn trên 25 xã bị ảnh hưởng nên các phương tiện giao thông chưa thể đi lại bình thường được do sạt lở gây ra ách tắc giao thông. Gần 3.000 hecta lúa hoa màu, thủy sản bị thiệt hại. Trên 35.000 con gia súc gia cầm bị chết. Ước thiệt hại ban đầu trên 5.650 tỷ đồng. Với tinh thần tương thân tương ái, lá rách ít đùm lá rách nhiều, thay mặt chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên, đồng chí Trần Quốc Toản cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao kinh phí hỗ trợ cho mỗi tỉnh 2 tỷ đồng để khắc phục một phần thiệt hại do bão số 3 gây ra. Lãnh đạo 3 tỉnh cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ kịp thời của tỉnh Hưng Yên. Hiện 3 địa phương đang nỗ lực khắc phục thiệt hại sau bão lũ để nhanh chóng ổn định đời sống cho nhân dân. Trước đó, đoàn công tác của tỉnh Hưng Yên đã đến thăm hỗ trợ kinh phí cho 2 tỉnh Cao Bằng và Bắc Cạn, mỗi tỉnh 2 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.